Phẩm thứ ba, Thắng Tộc. Khi ấy Phật bảo các tỳ kheo, sau khi Bồ Tát nghe bài kệ này, liền đến Sư Tử Tòa, nơi nhà giảng pháp. Lúc ấy có vô lượng vô biên các chúng Bồ Tát và 68 câu chi quyến thuộc của họ đồng đến vây quanh Sư Tử Tòa. Theo luận Di Đà có ghi, trước khi Bồ Tát giáng sanh 12 năm, đã có một vị Tịnh Cư Thiên hạ sanh xuống Nam Diêm Phù Đề làm vị Bà La Môn, nói luận Di Đà. Sau 12 năm nữa, có một vị Thánh Nhân hiện ở cõi này, vị đó hiện thân voi trắng gá vào thai mẹ. Người đó đầy đủ 32 tướng của Bậc Đại Nhân, đã có hai quyết định. Một, nếu ở dân gian sẽ làm Bậc Chuyển Luân Thánh Dương. Hai, nếu xuất gia tu hành sẽ thành Phật. Lại có một vị thiên tử xuống Nam Diêm Phù Đề, bảo các vị Bích Chi Phật rằng, thưa các nhân giả, các vị nên xả bỏ cõi này. Vì sao? Vì sau 12 năm nữa sẽ có một vị Bồ Tát giáng thần nhập thai. Khi ấy, tại núi Ni Bàn thuộc thành Chư Xá, có vị Bích Chi Phật tên là Ma Đăng. Được nghe lời nói này, tự thấy thân mình như đất quang, ông liền tự tòa đứng dậy, giọt lên hư không cao 7 cây đa la, hóa ra lửa tự đốt thân để vào Niết Bàn. Chỉ còn Xá Lợi tự trên hư không rơi xuống. Thế nên đất này sao gọi là Tiên Nhân Đọa Xứ. Này các tỳ kheo, khi ấy ở nước Ba La Nại có 500 vị tiên nhân, khi nghe chư thiên nói lời này cũng quá lửa đốt thân để vào Niết Bàn. Chỉ còn Xá Lợi từ trên hư không rơi xuống. Lại nữa, trong thời quá khứ có vị vua đầy lòng nhân từ, bố thí vô úy cứu bầy nai. Thế nên nơi đó gọi là Tiên Nhân Lộc Uyển, tức là Lộc Giả Uyển. Bây giờ Bồ Tát trụ nơi cung trời Đâu Xuất, dùng tứ chủng tâm quan sát tất cả, xem nơi nào đủ điều kiện để Bồ Tát hạ sanh. Một, quán thời. Hai, quán phương. Ba, quán quốc độ. Bốn, quán dòng họ. Này các tỳ kheo, một, thế nào là quán thời? Nghĩa là Bồ Tát không nhập thai vào kiếp sơ, chỉ ở kiếp giảm mà thôi, vì muốn cho chúng sanh ở thế gian biết rõ các khổ như sanh, già, bệnh, chết. Hai, thế nào là quán phương? Nghĩa là Bồ Tát không hạ sanh vào ba cõi Đông Phất Bà Đề, Tây Cù Đa Ni, Bắc Quốc Đơn Diệt và các nơi biên địa, mà chỉ thị hiện vào cõi Nam Diêm Phù Đề. Vì sao? Vì người cõi Nam Diêm Phù Đề có trí tuệ thông minh hơn các cõi kia. Ba, thế nào gọi là quán quốc độ? Nghĩa là Bồ Tát không sanh vào nơi biên địa hạ tiện, vì người cõi này phần nhiều cuồng độn, không có trí tuệ giống như loài dê câm, không thể biết được điều tốt hay không tốt của nghĩa lý ngôn thuyết. Thế nên Bồ Tát chỉ sanh vào Trung Quốc. Bốn, thế nào gọi là quán chủng tộc? Nghĩa là ở Ấn Độ có bốn dòng họ, Bồ Tát không sanh vào hai dòng họ thấp kém là Chiên Đà La và Thủ Đà, mà chọn một trong hai dòng cao quý là Sát Đế Lợi hoặc Bà La Môn. Nay dòng Sát Đế Lợi là cao quý hơn hết, nên Bồ Tát sanh vào dòng này. Quan sát như thế rồi Bồ Tát mặc nhiên an trú. Khi ấy trong pháp hội có các Bồ Tát và chúng thiên tử bảo nhau rằng, Bồ Tát sẽ sanh vào cõi nước nào, họ nào? Có vị thiên tử nói, vua Tỳ Đề Ha, nước Ma Kiệt Đà, thuộc dòng quý tộc giàu sang, Bồ Tát có thể sanh vào nơi đó. Lại có vị nói, Bồ Tát không sanh vào đó đâu. Vì sao? Vì cha mẹ vị vua ấy không được chân chánh, kiêu mạn, thô bạo, ít căn lành, không có phước đức, thế nên Bồ Tát không sanh nơi đó. Hoặc có thiên tử nói, vua Kiều Tát La thuộc dòng giống dòng tộc Thù Thắng, có nhiều tài vật của báo, voi, ngựa, xe cộ, nhân dân và tôi tớ,
Bồ Tát có thể sanh vào nơi đó. Lại có người nói, Bồ Tát không sanh vào nơi đó đâu. Vì sao? Vì vị vua ấy vốn chồng giỏi Ma Đăng già, cha mẹ nhà vua thảy đều quê hèn bạc phước, ít có lòng tin chân chánh, thế nên Bồ Tát không sanh vào nơi đó. Hoặc có vị thiên tử nói, vua Tần Tử dòng họ hào tộc thịnh vượng, giàu có lẫy lừng, ưa làm hạnh tuệ thí, Bồ Tát có thể sanh vào nơi đó. Lại có người nói, Bồ Tát không sanh vào nơi đó đâu. Vì sao? Vì vua và quần thần tất cả không có oai đức hay bạo ngược đáng sợ, mẹ nhà vua thuộc dòng hèn hạ, nghề nghiệp ti tiện, thế nên Bồ Tát không sanh vào nơi đó. Hoặc có thiên tử nói, vua Thành Tỳ Đa La dòng họ tôn quý, giàu có, nhiều tiền của, an vui, bình ổn, không có kẻ oán, người thù, dân chúng đông đảo, cung điện nhà cửa, vườn cây, ao nước, hoa trái, nguy nga, giống như cung trời, Bồ Tát có thể sanh vào nơi đó. Lại có người nói, Bồ Tát không sanh vào nơi đó đâu. Vì sao? Vì nước đó có dòng Ni Sa Tử, không biết kính thuận tôn ti, đều tự xưng là tôn quý, thế nên Bồ Tát không sanh vào nơi đó. Hoặc có thiên tử nói, vua Thắng Quang có oai thế lớn, thống lãnh nhiều binh chúng và ngự trị được thiên hạ, hay phá được quán địch, Bồ Tát có thể sanh vào cõi đó. Lại có người nói, Bồ Tát không sanh vào cõi đó đâu. Vì sao? Vì vị vua ấy can cường bạo ngược, không tu nghiệp thiện, thế nên Bồ Tát không sanh vào cõi ấy. Hoặc có thiên tử nói, vua Thành Cha La tên là Thiện Trí, tiền của giàu có, mạnh mẽ, tự tại, an vui, Bồ Tát có thể sanh về cõi đó. Lại có người nói, Bồ Tát không sanh về cõi đó đâu. Vì sao? Vì vua nước đó vốn là dòng tà kiến, không có đạo đức, hay sát hại chúng sanh, thế nên Bồ Tát không sanh vào cõi đó. Hoặc có vị thiên tử nói, vua Bát Trà Bà kinh đô ở Tượng Thành, vua rất siêng năng làm việc, thân thể tráng kiện, đầy đủ nhân tướng, hay chế ngự được quán địch, Bồ Tát có thể sanh vào cõi đó. Lại có người nói, Bồ Tát không sanh vào cõi đó đâu. Vì sao? Vì vị vua ấy vốn là hoạn quan, gia thất bại hoại, tuy có 5 người con trai nhưng đều là ngoại chủng, không phải dòng dõi hoàng tộc, thế nên Bồ Tát không sanh vào cõi đó. Hoặc có vị thiên tử nói, Thành Di Tha La trang nghiêm tráng lệ, vua nước ấy tên là Thiện Hữu, có oai đức mạnh mẽ, hàng phục được cấp vua nước khác, có đầy đủ vô lượng trân bảo như voi, ngựa, tứ binh, vân vân, nhà vua ưa nghe chánh pháp, Bồ Tát có thể sanh về nơi đó. Lại có người nói, Bồ Tát không sanh vào nơi đó. Vì sao? Vì vua nước đó tuy có những điều tốt đẹp như thế, nhưng tuổi tác còn trẻ, lại suy yếu, không có thế lực và phước đức, phần nhiều người như thế không có con, thế nên Bồ Tát không sanh vào nơi đó. Phật bảo các tỳ kheo, vô lượng Bồ Tát và các thiên tử đã quán sát tất cả các nơi có oai đức dương chủng, vọng tộc thù thắng, trong 16 đại quốc dương ở cõi Nam Diêm Phù Đề, thảy đều không có nơi nào để cho Bồ Tát đáng nương tựa. Họ cùng nhau bàn luận, thế rồi vẫn không thể biết chỗ nào Bồ Tát sẽ giá sanh. Khi ấy, trong pháp hội có một vị thiên tử tên là Tí Tràng, đã khéo thâm nhập Đại Thừa, tâm không thối chuyển, liền bảo các thiên tử rằng, các ngươi nên đến thưa hỏi Bồ Tát sẽ sanh vào nơi nào. Nghe thế rồi, các thiên tử cùng nhau chắp tay đi đến chỗ Bồ Tát và thưa rằng, trong cõi Nam Diêm Phù Đề, dòng họ nào và phải có đầy đủ bao nhiêu công đức để cho Bồ Tát nhất sanh bổ xứ sanh vào nơi đó. Phật bảo các Bồ Tát và chúng thiên rằng, ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nếu dòng họ nào vọng tộc thù thắng đủ 64 công đức thì tối hậu thân Bồ Tát sẽ sanh vào nơi đó. 64 thứ công đức đó là: 1.
cõi nước rộng lớn, dòng họ chân chánh. 2. Được mọi người tôn sùng. 3. Không sanh tạp tánh. 4. Nhân tướng đoan trang. 5. Đầy đủ phước đức. 6. Nội ngoại không hiềm khích. 7. Tâm không hạ liệt. 8. Dòng họ cao quý. 9. Nội ngoại khả kính. 10. Đều là vọng tộc. 11. Đồng có oai đức. 12. Nhà nhà đều đông con trai. 13. Con trai tâm không sợ sệt. 14. Không tì vết. 15. Ít tham ái. 16. Tuân hành cấm giới. 17. Mọi người đều có trí tuệ. 18. Tất cả những vật cần dùng thiết yếu đều cho mọi người bề dưới coi xem trước. 19. Tất cả đều khéo léo. 20. Cư xử với bạn bè trước sau đều tốt. 21. Không có tâm làm tổn hại chúng sanh. 22. Không có tâm vong ân bội nghĩa. 23. Biết thi hành đúng nghi thức. 24. Y vào chánh giáo để thực hiện. 25. Không có tâm nghi ngờ. 26. Đối với sự nghiệp chân chánh không bị mê mờ. 27. Đối với chúng sanh không có tâm sang lận. 28. Không có tâm gây ác nghiệp. 29. Không làm việc tổn hại. 30. Tâm trí luôn chú trọng ân cần. 31. Lòng chí nguyện luôn quyết định. 32. Khéo léo đối với việc thủ xã. 33. Tâm ưa tinh hành thí xã. 34. Thực hành các việc của bậc trượng phu. 35. Mọi việc làm thành tựu tốt. 36. Siêng năng dũng mãnh tự tại. 37. Tâm mạnh mẽ tăng trưởng. 38. Cúng dường tiên nhân. 39. Cúng dường chư thiên. 40. Cúng dường các luận sư. 41. Cúng dường các tiên linh. 42. Không có tâm oán hận. 43. Quy danh vang khắp mười phương. 44. Có nhiều quyến thuộc. 45. Không làm điều trở ngại bạn tốt. 46. Có đại quyến thuộc. 47. Có quyến thuộc mạnh mẽ. 48. Không làm phiền hà quyến thuộc. 49. Có oai đức tự tại. 50. Có tâm hiếu thuận cha mẹ. 51. Cung kính tôn thờ bậc sa môn. 52. Tôn trọng bà la môn. 53. Đầy đủ 7 món báo. 54. Ngũ cốc được dồi dào. 55. Voi ngựa có vô số kể. 56. Nhiều đồng bọc tùy tùng. 57. Không có tâm tổn hại người khác. 58. Các việc làm đều thành tựu. 59. Làm bậc chuyển luân thánh dương. 60. Gieo căn lành nhiều đời làm tư lương. 61. Tất cả mọi nhà đều cho thiện căn của Bồ Tát mà được tăng trưởng. 62. Không có lỗi quấy. 63. Không bị các việc chê bai hiềm khích. 64. Gia pháp hòa thuận. Còn nếu người nữ nào thành tựu 32 công đức sẽ làm mẹ của Bồ Tát. 32 thứ công đức đó là: 1. Danh tiếng đồn khắp. 2. Được mọi người biết đến. 3. Đầy đủ oai nghi. 4. Đầy đủ các tướng. 5. Dòng họ cao quý. 6. Dung nhan đoan chánh tuyệt vời. 7. Danh đức tương xứng. 8. Người vừa tầm thước. 9. Chưa từng khuyết tiết hạnh. 10. Tánh giới thành tựu. 11. Tâm không chấp trước. 12. Dung nhan vui vẻ điềm đạm. 13. Vận động thuận theo bên phải. 14. Tâm hay tỏ ngộ. 15. Tính tình hòa nhã. 16. Không tâm khiếp sợ. 17. Nghe nhiều mà không quên. 18. Trí tuệ trang nghiêm. 19. Tâm không xiểm khúc. 20. Tâm không luống dối. 21. Tâm không giận hờn. 22. Tâm không bỏng sẻn. 23. Tâm không tật đố. 24.
tâm không biến động. 25. Dung mạo, nhan sắc luôn tươi nhuận. 26. Miệng không bao giờ nói lời dữ. 27. Hay nhẫn đối với các việc trở ngại. 28. Có tâm tàm quý. 29. Dứt hết tam độc. 30. Xa lìa tất cả những người nữ có tánh xấu. 31. Cung kính chư thiên. 32. Đầy đủ các tướng quý và xinh đẹp. Đặc biệt, Bồ Tát không nhập thai vào tháng không trăng, vì tháng có trăng hợp với người mẹ thọ trì trai giới thanh tịnh, hợp với sao phất sa, khi ấy Bồ Tát mới thị hiện vào thai. Các Bồ Tát và chúng thiên được nghe nói những đặc điểm của dòng họ và cha mẹ của Bồ Tát như thế, đều suy nghĩ ai là người có đầy đủ công đức này. Họ lại khởi tâm nghĩ nhớ, chỉ có nhà vua Thâu Đàn dòng họ Thích là dòng họ cao quý thù thắng đã bao đời làm chuyển luân thánh dương. Nào là cõi nước rộng lớn, thành quách dân chúng đông nhiều, tiền của giàu có an vui, lại hay ưa việc đạo đức vượt hơn tất cả. Nhà vua đầy đủ tướng hảo, dung mạo đoan chánh vi diệu đệ nhất, có đức tướng quang minh, phước trí trang nghiêm, những việc đã làm đều tốt lành, đem thiện tâm trị hóa nhân dân, lại có đủ tất cả voi ngựa xe cộ thất bảo vân vân, thâm đạt nghiệp quả, lìa các tà kiến. Trong dòng họ Thích chỉ có vị vua này làm chủ được bốn phương thiên hạ, ai nấy đều hoan hỷ quy phục. Khi nhàn rỗi, nhà vua học tập kỹ thuật, không luận già hay trẻ đều dạy cho họ các phép tắc đúng thời, khiến cho họ hiểu biết tất cả lễ nghi và đạo lý xử thế ở thế gian. Ngài là vị vua xứng đáng, cha của con dân, y pháp trị đời. Có cá nhân nào ở cõi nước để gieo trồng căn lành nhiều đời, họ hết lòng phụng sự quốc chủ của họ. Thánh hậu của nhà vua tên là Ma Gia, con gái vua Thiện Giác. Bà tuy ít tuổi nhưng đầy đủ các đức tướng, như người trong tranh, chân tay tương xứng với thân thể, mi cao và dài, trán rộng và ngay, tóc mềm đen mượt giống như ong đen, lời nói nhu nhuyến, miệng luôn mỉm cười, chưa từng hôn phối, không có các lỗi xấu, nói ra điều nào đều chân thật, ngôn từ và âm thanh rất di diệu, thân tâm nhẹ nhàng thanh thản, không có các lỗi, hằng lìa buồn rầu, không tâm tật đố, nói năng hợp thời, ưa hành hạnh tuệ thí, thành tựu tánh giới. Đối với bậc phu chủ, tâm bà thường suy xét biết đủ, tâm không khinh động, tình không ngoại nhiễm, tất cả những cử động của bà đều thuận theo bên phải, ngay thẳng, không nghiêng lệch, không xiểm định, dối gạt và khinh khi, biết tàm quý, không tham sân si. Thân tướng của bà từ mặt cho đến chân tay rất nghiêm chỉnh đỉnh đạt, thân thể mềm mại như áo ca lân đà, mắt sáng mày rộng như hoa sen xanh, sắc môi đỏ đẹp như trái tần già, ngấn cổ xoáy tròn như trôn ốc, đẹp như cầu vồng. Độ ngấn hợp với dung nhan đáng ưa, vai ngay vừa xứng thân, tay dài, tướng thông dong, tứ chi cân đối, da dẻ mịn màng, giống như kim cương không bao giờ tổn hoại. Bà khéo biết tất cả tài nghệ, nên tên là Ma Gia thường ở nơi cung vua, thật là nữ quý, cũng như loại hoa đẹp. Nét đẹp của bà giống như thiên nữ, luôn luôn ở trong giường quan hỷ. Người đủ đức tướng như thế, đáng tham nhận làm mẹ Bồ Tát. Các công đức như thế chỉ có dòng Thích mới có, các dòng khác không thể có. Do đó họ nói kệ: Bồ Tát ở đâu suốt, nhóm hợp nơi pháp đường, các thừa và thiên chúng cùng nhóm hợp vây quanh, đồng quán sát thắng tộc. Bồ Tát sanh nơi nào, thấy nam diêm phù đề, dòng sắc lợi đại dương, họ Thích là thanh tịnh, nơi đó nên giáng thần, thành tên Ca Tỳ La, nhiều đời ngôi thánh dương, an ổn không quán thù, khéo quá chúng quay về, nước đó thật đẹp đẽ, muôn họ đều vui vẻ, theo pháp hành hạnh lành, đều đồng tâm với vua, nhiều tài năng thân thuộc,
đem sức voi so sánh, hoặc hai ba voi lớn, sức kia đều sánh bằng, nhiều kỹ nghệ võ dũng, không tổn hại chúng sanh. Thánh hậu của nhà vua, đệ nhất trong ngàn phi, đoan chánh không ai bằng, nên hiệu là Ma Gia, dung mạo hơn thiên nữ, chi tiết đều xứng nhau, trời người Atula, nhìn thấy không nhàm chán, trong sạch lìa các lỗi, không có tâm quấy dục, lời nói rất dịu dàng, chánh trực thêm nhu hòa, thân thể thường chưa qua, không điểm nào đáng ghét, miệng luôn luôn mỉm cười, biết đủ pháp tàm quý, không có tâm kiêu mạn, xiểm khúc và tật đố, liều quấy tịnh ba nghiệp, làm lành ưa tuệ thí, hơn người nữ ở đời, thảy vượt hơn thân họ, tất cả chúng người trời, không ai sánh bằng được, đầy đủ các công đức, nên mang thai đại thánh, từng ở 500 đời, hằng làm mẹ Bồ Tát, vua kia cũng như vậy, đã nhiều đời làm cha, xin mẹ trì trai giới, 12 tháng trải qua, phạm hạnh chứa oai đức, thân thể thường sáng trực, nơi thánh hậu dạo qua, tất cả tự nghiêm sức, trời người Atula, tâm dục không thể thấy, tất cả sanh tâm kỉnh, như mẹ, như chị em, do đây nghiệp thanh tịnh, oai nghi như thánh hiền, khiến vua càng ngợi khen, kính sợ và quy phục, công đức đều xứng bằng, ấy là mẹ Bồ Tát, lại không người nữ nào, kham làm mẹ Phật được, oai đức các thiên tử, các Bồ Tát đại trí, đều khen Đức Thánh Mẫu, Bồ Tát nên gá thai.